Sắc Bình đăng đàn ẩn ý, Vương Oanh nửa đêm nhắc chuyện trả giá tan vỡ. Vợ cũ hả hê nói một câu: từng bỏ ngoài tai tất cả những lời chỉ trích để đến với nhau, thế nhưng Sắc Bình và Vương Oanh thời gian gần đây liên tục vướng nghi vấn đã rạn nứt. Động thái lúc nửa đêm của Vương Oanh mới đây càng làm dấy lên nghi vấn. Tháng 8 vừa qua, Sắc Bình và Vương Oanh trở thành tâm điểm dư luận khi xác nhận đang hẹn hò. Hình ảnh nữ diễn viên và nam doanh nhân tình tứ tại sự kiện Đến Ngoài Đời Thường được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Sau lùm xùm tình ái, những động thái của Sắc Bình và Vương Oanh được dân tình đặc biệt chú ý. Sau nhiều ồn ào, cả Sắc Bình và Vương Oanh dường như kín tiếng hơn trên mạng xã hội. Cặp đôi không thường xuyên cùng nhau xuất hiện hay đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào nữa. Mới đây nhất, Sắc Bình vừa đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh ông đứng tại sân golf tạo dáng chụp ảnh kèm dòng trạng thái ngắn gọn, trống rỗng. Bên dưới bài đăng của nam doanh nhân, bạn bè lẫn cư dân mạng không khỏi thắc mắc về dòng trạng thái trên có ý nghĩa gì, thậm chí có ý kiến còn cho rằng liệu có phải Sắc cảm thấy trống rỗng như đang thất tình. Đáp lại, Sắc Bình lấp lửng: ai chẳng có lúc này lúc nọ. Bất ngờ hơn cả, trong đêm ngày 14 tháng 12, nữ diễn viên Phương Anh cũng đăng tải hình ảnh cùng với dòng trạng thái đầy tâm trạng. Thì ra cái giá của sự mạnh mẽ rất đắt chính là có thể ở bên trong không hề biết sẽ tan vỡ lúc nào. Đáng chú ý, chỉ sau ít phút đăng tải, nữ diễn viên đã bất ngờ xóa đi. Thế nhưng cư dân mạng đã nhanh chóng chụp lại và chia sẻ trên nhiều diễn đàn mạng xã hội. Từng đi ngược lại với chỉ trích để sánh đôi cùng nửa kia, nhưng hiện tại Phương Anh nhiều lần đăng tải những dòng trạng thái tâm trạng, thể hiện sự đổ vỡ sau thời gian dài mạnh mẽ. Ngay sau khi dòng trạng thái mà Phương Anh đăng tải trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi đồn đoán về ý nghĩa câu nói mà Phương Anh chia sẻ. Trong đó, không ít ý kiến cho rằng cô nàng đang có tâm trạng khá tệ về chuyện tình cảm. Tất nhiên, với đồn đoán này, Sắc Bình tiếp tục lại được tréo tên. Hiện tại nhiều người vẫn khá tiêu cực với động thái tâm trạng của Phương Anh. Bên dưới phần bình luận chỉ có một bộ phận nhỏ dành lời khuyên tích cực đến nữ diễn viên. Hầu hết khán giả đều phản đối mối tình của ngôi sao Quỳnh Búp Bê với bạn trai doanh nhân. Có lẽ việc phải chịu áp lực dư luận là một phần lý do khiến Phương Anh xóa bài chỉ sau vài giờ đăng tải. Trước đó chia sẻ với truyền thông, Phương Anh từng trả lời: tôi đã thấm thía những áp lực, những nỗi ám ảnh bởi năng lượng tiêu cực mà xã hội có thể mang lại cho con người là như thế nào. Đã có người trầm cảm vì bị bêu rếu, xúc phạm ẩn danh trên thế giới ảo. Chính vì những lý do này, tôi chọn rời xa mạng xã hội và khóa tài khoản cá nhân. Cũng trong câu chuyện giữa tình cảm giữa Sắc Bình, Phương Anh, một nhân vật khác cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận chính là bà Đào Lan Hương, vợ Sắc Bình. Trước những động thái đáng ngờ của Sắc Bình, Phương Anh, nữ doanh nhân cũng chia sẻ đầy ẩn ý. Bà Đào Lan Hương viết: bản tình ca anh viết riêng tặng em từ hơn 20 năm trước, một thời trong sáng hồn nhiên, chỉ có những tình cảm chân thành mới bền vững với thời gian. Những lúc khó khăn mới biết ai là người trân quý, và khi chưa tu, ta thường nghĩ rằng có tiền sẽ có tình yêu, có vật chất người ta sẽ quý. Nhưng khi tu rồi, ta mới biết rằng khi lương thiện bạn sẽ có mọi trái tim. Còn nhớ 4 tháng trước khi Sắc Bình xác nhận tình trạng độc thân và khẳng định đang hẹn hò với diễn viên Phương Anh, thì bà Đào Lan Hương cũng một mực cho rằng bà và Sắc Bình vẫn đang là vợ chồng hợp pháp. Lùm xùm này càng đẩy lên cao hơn khi diễn viên Phương Anh từng có những phát ngôn mang tính thách thức khán giả để bảo vệ tình yêu của mình, đăng tải ảnh tình tứ với Sắc Bình để thách thức chính thức. Cùng thời điểm này, bà Đào Lan Hương cũng mạnh tay mời luật sư lập vi bằng, sẵn sàng bước vào cuộc chiến pháp lý với nữ diễn viên. Được biết, ngày 29 tháng 9 vừa qua, giữa bà Đào Lan Hương và Sắc Bình đã có buổi hòa giải tại tòa. Tuy nhiên, đôi bên vẫn chưa đi đến thống nhất cuối cùng. Sau buổi hòa giải, Sắc Bình chia sẻ ông và vợ đã đề nghị tòa án cho thêm thời gian vì hai bên chưa đạt được thỏa thuận về việc chia tài sản. Đồng thời, trên trang cá nhân của mình, Sắc Bình khẳng định các con và Vương Oanh là người bị tổn thương nhiều nhất.